Em ơi, cho anh ngồi nhờ tí được không? Em ơi, em nhà ở đâu thế? Cứ tới đây trong tim tôi chẳng nhớ đường về à. Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người. Khiến trái tim tôi lâu nay đường từ về em đây. Cứ tới lên tới nên đừng hết tâm tư này. Nhưng lại sợ em từ chối, muốn nói rồi lại thôi. Nên em và tôi vẫn thế. Hai em nhà ở đâu thế? Em ơi, anh ngồi đấy hát có làm phiền em không? Nice. Anh thấy em hơi ngại. Em ngồi đây một mình à? Hay là đang làm mình à? Tại nhà anh ở gần đây. Ảo chó, xạo chó. Anh hay chiều anh hay ở đây ngồi lắm. Tự nhiên thấy em ngồi đây mình khá lâu rồi, nên là muốn vào làm quen với em. Em tên là gì đấy? Linh. Linh à? À, anh tên là Tài. Nhìn em chắc đang đi học nhỉ? Dạ, em đi học năm nhất à? À, năm nhất là 2K mấy nhỉ? 2K2 à? Trẻ đấy nhờ. Em học trường gì đấy? Em học M. Anh thì anh học bách khoa nhưng mà anh ra trường rồi. Thế năm nhất 2K2 hoảng thế, mình già lắm rồi. Nhà em gần đây à? Sao ra đây một mình này? Đi học về à? Mà được cái công viên này ngồi buổi chiều khá là mát. Ừ. Anh chiều hay ra đây? Đàn gái. Em hay ra đây không? Thỉnh thoảng. Trường cũng gần ở đây. 12 seconds later. Hay tiện đàn anh hát tặng em mày nữa. Chili á? Ôi, mày thế nhở? Bài mascara anh biết. Hay là em bài mascara nhá. Tạm biệt em nói trên môi, anh biết đây là đêm cuối ta say mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khờ dại. Mắt em ngả đi mascara, em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà. Dù vạn ngày cũng chẳng để lại gì, tí mình thầm thì. Mình còn lại gì ngoài cuộc khói 2 giờ đêm? Mình còn lại gì ngoài ngày dường như sai thêm? Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai dù xa khuất. Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao? Mình còn lại gì ngoài tình đã phai từ hôm nào? Lại một ngày trôi đi về mấy ngàn. Anh biết đây là đêm cuối bên nhau mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khờ dại. Mắt em nhòa đi mascara. Hay không? Nghe đúng bài thích tươi ngay. À, nhưng mà em học ở trường em là học một ngành gì đấy? Em học kinh tế đầu tư. Kinh tế đầu tư à?
anh thì học bách khoa, học kỹ thuật, nhưng kinh tế anh cũng không biết nhiều lắm. Thế năm nhất em có phải người Sài Gòn không? Hay là em người ở đâu? Không, em ở Tây Nguyên. Tây Nguyên à? Thực ra thì anh ngày xưa học bách khoa nhưng anh học ở Hà Nội cơ. Anh mới vào Sài Gòn. Anh người Bắc, anh mới vào Sài Gòn. Ừ, anh mới vào Sài Gòn được có tầm 3-4 tháng thôi. Nên là đường xá ở đây anh không biết nhiều. Tại công viên này gần nhà anh thấy rất là nhiều đông. Nên là chiều anh hay ra đây chơi. Chứ anh cũng chưa nhiều bạn. Giống anh. Em mới lên nhỉ, chưa nhiều bạn đúng không? Lên tầm 3-4 tháng. Mình có một điểm chung rồi đấy. Nếu mà hôm nào em ra đây nhá, hôm mình ấy, hoặc là gì các bạn nếu mà muốn nghe nhạc nữa thì nhắn tin cho anh. Anh có thể ra chơi với em. Ok không? Em biết hát không? Hay là anh đàn em hát? Em cảm nhạc hơi kém. Cảm nhạc hơi kém á? Anh sẽ giúp em. Không mua được nhạc. Không mua được nhạc á? Anh sẽ gõ nhịp cho em thử đi. Em thích hát về gì không? Một cú lửa. Em xem họ ấm. Được. 12 seconds later. Vậy là hay quá. Yêu em bọn mình ta hợp mà phải không anh. Lần nữa nhé. Trong trường em có câu lạc bộ âm nhạc nào không? Dạ, có khá nhiều. Thế à? Thế anh nghĩ em nên tham gia đấy. Vì anh thấy giọng em rất là hay. Cảm nhận kém. Cảm nhận... anh thấy ok mà. Nói chung là hát nhiều em sẽ tự động làm chủ được mấy cái đấy. Thế là... Vì ngày xưa anh cũng là bên trong câu lạc bộ âm nhạc bách khoa. Nên là anh đi hát nhiều, các anh chị chỉ dẫn nhiều lắm. Nên là sẽ hát tự động hay hơn là... Nếu mà chiều nào em muốn ra đây, em ra đây thì nếu mà muốn anh em mình hát guitar với nhau ấy. Anh chiều hay ra đây lắm. Tuần trước anh ra đây 5 buổi ấy. Nên là nếu mà ấy thì em có thể nhắn tin cho anh. Em có thể ra giờ này đấy, anh rảnh ra thì anh em mình hát tiếp. Thế là anh như mình cũng buồn à? Ok không? Thôi xin Facebook nha. Ok không? Ok. Facebook của em là gì đấy? Vũ Thị Linh. Có giấu không em? Dạ, không. À, có. Có dấu không? Có dấu à? Để em xem lại. Tên Facebook của mình mà không nhớ luôn. Anh sẽ ghi có dấu này. Đây đúng không? À, có. À. Anh fan nha. Anh là Mai Anh Tài nha. Thế có gì hôm nào rảnh ra ngồi chơi guitar tiếp thì bảo anh. Em ơi, anh cho anh ngồi nhờ tí được không? Anh thực sự ngu ngốc.
bảo vệ người ấy cũng không sao, nỡ làm người yêu không, thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ. Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế, anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài. Điều sau cuối anh làm, nụ cười em đem hết đi, cứ gọi nỗi buồn lại để anh mang. Điều sau cuối anh làm, nụ cười em hãy đem theo, tất cả nỗi buồn lại để anh mang. Em ơi, anh ngồi đấy hát có làm phiền không? Anh thì sợ ngồi đấy hát to quá em lại phiền thôi. Em ngồi đây mình à? Em có đợi bạn nữa không hay là chỉ có một mình thôi? Không đợi ai. Anh nhà gần đây nên là anh chiều em hay đi giảng ra đây đó. Em thấy em ngồi mình cũng lâu lâu nên em vào làm quen với em. Tưởng là em đợi bạn, bạn bỏ bom lâu thế nên em ngồi mình. Xem anh sao ngồi đây, em hay ngồi đây với mình à? Có hay không? Anh chiều hay ra đây đó. Ở đây khá thoáng. Em tên là gì? Em tên là Hương. Hương à? Anh tên là Tài. Nhìn em chắc em còn đi học nhỉ? Em sinh viên năm mấy? Em sinh viên năm 2. Em sinh trường gì đấy? Học Bách Khoa Hà Nội á? Đúng rồi. Em xem trong này. Em đi chơi á? Em đi chơi à? Ê này, anh cũng học ở Bách Khoa Hà Nội á? Anh ra trường rồi, anh mới vào đây thôi. Anh sinh năm bao nhiêu? Anh 93, anh ra trường lâu rồi. Em năm 2 vậy là 2K1 à? Dạ. 2K1, ui. Anh ngươi đang vào đây chơi à? Hay nhỉ. Nhưng mà em vào đây chơi với ai đấy? Chơi anh chị. Anh chị à? Mới nhở, anh học Bách Khoa, anh là K56. Em là 64. Ui, không ngờ lại gặp học đồng môn mà lại học cùng Bách Khoa Hà Nội ở đất Sài Gòn luôn đấy. Anh hơi bất ngờ. Em học Bách Khoa, em học ngành gì đấy? Em học công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin à? Anh ngày xưa anh học hóa dược. Em học hóa. Duyên quá nhỉ. Tiện đây anh em thích nghe guitar không? Cũng thích à? Anh hát tại em vài nữa nhá. Dạ. Em thích nghe bài gì không? Chú ta của hiện tại của Sơn Tùng. Chú ta của Sơn Tùng hiện tại bài này đang hot. Nhưng mà anh chưa thuộc lời lắm. Anh sớt lời khác. Em là Sky à? Chúng ta hiện tại nhá. Biết bài này thì hát ngoài. Mùa thu mang giấc mơ quay về, vẫn nguyên vẹn như hôm nào. Lá bay theo gió xôn xao, chốn xưa anh chờ. Đoạn đường ngày nào hôm nay ta từng đón đưa, còn vẫn vương không phải mơ. Dẫu yêu thương trong vần thơ, chúng ta là áng mây bên trời vội vàng ngang qua. Chúng ta chẳng thể nâng niu những câu thề, cứ như vậy thôi, không một lời, lặng lẽ thế trôi xa. Chiều mưa bên hiên nắng buồn, chờ ai mong ai thương ai. Điều anh muốn giữ kín trong tim, điều anh muốn giữ kín trong tim, thương em đâu đó khóc pha. Điều anh muốn giữ kín trong tim, dù cho nắng tan heo cô đi tháng năm xưa kia. Điều anh muốn giữ kín trong tim, thương em đôi mắt ướt nhòa. Điều anh muốn giữ kín trong tim, thương em đâu đó khóc pha. Điều anh muốn giữ kín trong tim, dù cho nắng tan heo cô đi tháng năm xưa kia. Anh nguyện giữ mãi trong tim.
Anh ra trường cũng một thời gian rồi nhưng mà cũng làm đủ các thứ nghề ấy. Em định ra trường làm gì chưa? Em vẫn làm đúng ngành em. À thế thì tốt đấy. Anh ra trường xong rồi làm anh ta hành tinh một thời gian rồi bắt đầu nói chung vẫn chưa ổn định. Anh lại ra là anh ông không thích cái ngành của anh học lắm. Nên là ra học xong là anh lại khó xin. Anh cũng làm đúng ngành một thời gian đấy, 6 tháng nhưng mà về sau anh lại không theo được vì em không thích. Ngành của em. Ờ thế á? Cứ là đảm bảo giữa cái việc thích xong rồi để làm việc với nó khó lắm đấy. Nhưng mà thôi em cứ học đi ạ. Rồi mình tính sau. Nhưng trong quá trình học thì mình có thể lân la tìm ra những cái gì đấy mình thích. Đấy là kiểu lời khuyên của anh khi mà học bách khoa. Vì anh thấy học bách khoa khô khan quá. Nhưng bây giờ anh nghĩ là nó cũng sẽ đỡ hơn một tí. Học bách khoa xong giống con trai luôn ạ. Con trai. Con trai không ạ? À? Con gái đâu? Có mình yêu rồi. Ừ đúng rồi, công nghệ thông tin mà. Lớp anh thì hóa thì nó đỡ hơn một tí. Nó cũng có một chút gái. À, hôm nay gặp đây duyên quá nhỉ? Hay xin Facebook em được không? Có gì à, khi nào về với khoa thì anh có thể anh gần Tết anh về, anh sẽ chắc là tầm hai mấy anh về thôi. Thì chắc là qua bách khoa chơi mấy đứa em nữa. Thì nếu mà em ở đấy thì anh nhắn tin. Facebook em là gì đấy? Trần Thị Hương. Trần Thị Hương à? Em có dấu không? Dạ có dấu đúng không? Trần Thị Hương. Coi chữ su đằng sau nè. Su. A few moments later. Anh nghe friend nhỉ? À, anh là Mai Anh Tài. Được quá, thế anh ngồi chơi với em một lúc nữa. Khi nào em về thì anh về. Nhà anh gần đây à?